chuyên về chất liệu là phim và video, đôi khi là installation. Cái dự án này thì có tên gọi là Theo vết con hổ câm, ghi hình lại những cái âm thanh bản địa tại khu vực Tây Nguyên. Tôi là người làm phim và dùng về chất liệu là hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà trong cái dự án này thì tôi lại muốn quay cái sự chú ý nhiều hơn về cái về cái âm thanh và cái giác quan là về nghe. Mà tôi nghĩ là đấy là một trong những cái đặc điểm văn hóa truyền thống và rất là đặc biệt và rất là hay mà hiện giờ nó đang bị mai một đi rất là nhanh, bởi vì là cái văn hóa của chúng ta bây giờ là văn hóa văn minh theo kiểu phương Tây, thì càng ngày cái sự thống trị của cái thị giác, cái thị giác các hình ảnh, còn cái giác quan về nghe của chúng ta càng ngày càng kém và nó sẽ lùi xa ra khỏi cái những cái khả năng mà ngày xưa chúng ta đã từng có. Ngay cả người Kinh thì trước kia thì cũng là có những cái văn hóa về truyền miệng mà bây giờ chúng ta đang mất đi, thì có một số dân tộc ở Tây Nguyên thì họ vẫn còn đâu đó vẫn còn giữ lại được. Âm thanh ở đây nó không phải là nó chỉ có các phần phỏng vấn là mình hỏi họ và họ trả lời cái gì, mà đôi khi là mình chỉ cần hoàn toàn nghe cái âm thanh, có thể là âm thanh của môi trường ở đấy, tất cả các loại âm thanh nó diễn ra trong cái khung cảnh đó. Tôi nghĩ là người nghệ sĩ nếu mà muốn sáng tác và muốn làm một cái gì đó thì trước hết là nên đi để trải nghiệm và để quan sát, để nghe tất cả những cái đấy. Đấy. Thì đấy là cách tiếp cận của tôi. Nó có một cái thuật ngữ nó gọi là performing the culture hay là performing the heritage gì đó. Có nghĩa là ngay bản thân những cái người dân tộc bản địa đó, họ sẽ perform cái mà người Kinh hoặc là cái mà người bên ngoài muốn nhìn thấy. Họ nghĩ là người Kinh muốn nhìn thấy cái đó và muốn truyền tải cái hình ảnh đó, có thể là lên truyền hình hoặc lên truyền thông gì đó, và họ lại perform đúng cái đó. Thì cái lúc đó là không phải là cái lúc mà mình thực sự đang trải nghiệm được chính cái văn hóa của họ, mà mình đang trải nghiệm cái mà họ perform, chính cái mà hình ảnh mà mình muốn ấy. Đấy, thì cái đấy là một cái rất là phức tạp, nên là mình phải có thời gian để mà mình, hoặc là mình phải có những cái trải nghiệm mà ở trong những cái không gian mà khi mà thực sự là đấy là họ đang sống cái cuộc sống của họ, chứ không phải là họ tạo ra những cái lễ hội dành cho du lịch. Cái hình ảnh đấy là một cái hình ảnh mà tự họ project lên, tự họ đặt ra, bởi vì họ nghĩ là chúng ta đang muốn nhìn cái đó. Văn hóa của người Tây Nguyên là văn hóa rừng. Văn hóa rừng thì bây giờ động đến cái gì mà là không có rừng nữa là văn hóa cũng mất đi luôn. Từ những cái đàn nhá, những cái đàn của dân tộc Tây Nguyên nhá, là người ta cũng hoàn toàn người ta phải đi vào rừng để người ta lấy. Rồi là tượng nhà Mồ nhá, người ta cũng phải vào rừng để người ta lấy những cái gỗ đấy. Cái gì nó cũng liên quan đến rừng hết. Nên là bây giờ ở đâu đến là cũng bảo là không thực hành cái văn hóa đấy nữa, bởi vì là làm gì có rừng nữa đâu. Thì cái sự hủy hoại về môi trường đấy nó gắn liền với hủy hoại về văn hóa thôi. Tác động của cái nghệ thuật ấy là nó chính là cái việc cái tạo nguồn cảm hứng ấy, để cho những người khác người ta quan tâm. Tôi nghĩ là nếu mà mình làm ra được một cái gì đấy để mà người khác người ta xem, mà trước đây có thể người ta không quan tâm gì đến vấn đề đó cả, mà người ta cảm thấy rung động, thì có nghĩa là nó thành công.